Bạn gái đạp villa bắt trend thử lòng người yêu, làm hư điện thoại cũng chẳng sao, tôi không thể thay thế bạn. Chuyện là Vidia làm rơi iPhone của anh Đạt. Vidia cảm thấy rất có lỗi, nhưng anh Đạt lại vô cùng cưng chiều nói không sao hết. Tôi có thể thay thế nó. Saya bisa menggantinya. Tôi không thể thay thế bạn. Aku tidak bisa menggantikanmu. Davila và Vidia là một trong những cặp đôi xuyên biên giới đẹp nhất hiện nay. Chuyện tình của họ đẹp như tranh vẽ đến bất chợt nhưng lại vô cùng đậm sâu. Quen biết nhau từ khoảng tháng 8 năm 2021, bất chấp sự ngăn cách về khoảng cách địa lý và ngôn ngữ, họ vẫn chọn tìm hiểu và đến bên nhau. Nhìn vào những hình ảnh, video clip được Đạt chia sẻ, có thể thấy rào cản ngôn ngữ, khoảng cách về địa lý chẳng là gì với những người yêu nhau. Cả hai thoải mái nắm tay tình tứ thể hiện tình cảm dành cho nhau và đùa nghịch vui vẻ dù chỉ mới vừa gặp mặt. Nhờ chị Google Dịch dẫn lối, cả hai thường xuyên thể hiện tình cảm khi xuất hiện cùng nhau, khiến dương tình xỉu ấp xỉu đau. Qua màn hình máy tính đã tình cảm là thế, nên chẳng là gì khi hành trình đi tìm tình yêu của chàng hot TikToker Việt Nam được rất nhiều người theo dõi. Ngoài những clip đi ăn uống, vui chơi cùng nhau tại đất nước vạn đảo, mới đây cô nàng Vidia còn chính thức chơi lớn khi thử lòng bạn trai mình. Trên trang YouTube cá nhân, cô nàng xinh xắn đã đăng tải một video ngắn cùng dòng chữ "Trò chơi không thử lòng đạp villa". Một chiếc camera giấu kín đã được đặt trong phòng che chắn kỹ để chàng TikToker không nhìn thấy. Vidia tỏ ra khá mệt mỏi, lấy một tay che mặt, ra hiệu bị đau đầu. Thấy bạn gái mệt mỏi, Đạt tỏ ra rất lo lắng, vội lấy thuốc giảm đau cho bạn gái uống, hay còn mặc cả số viên thuốc khi anh chàng gốc Hà Nội muốn bạn gái uống 2 viên, trong khi cô nhận mình là baby và nằng nặc đòi uống 1 viên thôi. Từng cử chỉ quan tâm ấm áp của Đạt khiến người xem như tan chảy. Anh đỡ người yêu tựa vào vai mình, đồng thời tắt điều hòa vì sợ bạn gái lạnh. Dường như vẫn chưa đủ thử lòng, Vidia liền nằm luôn trên nền nhà, diễn như đang ngất xỉu. Sau đó cô được bạn trai bế lên giường, liên tục gọi tên. Thấy màn kịch đã đạt được mục đích, TikToker Indonesia quyết định hạ màn. Cô bật dậy cười tươi, nhảy nhót vô cùng khỏe mạnh. Biết mình đã bị hớ, Đạt nằm bẹp xuống giường, ôm gối vì xấu hổ. Chỉ là những video clip vui đùa bâng quơ, nhưng cặp đôi này vẫn nhận được sự ủng hộ và quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Ngoài sự khâm phục trước tình yêu vượt qua mọi rào cản của Đạt Villa và Vidia, hầu hết netizen đều bị thu hút bởi những cử chỉ tình tứ đáng yêu của cặp đôi này. Không chỉ vậy, khi Vidia làm rơi điện thoại của Đạt Villa, anh chàng này cũng chẳng thèm để ý. Mặc dù cô tỏ ra rất có lỗi, nhưng anh chàng cứ vứt điện thoại sang một bên, thậm chí còn nói với bạn gái rằng anh có thể thay một chiếc điện thoại khác, nhưng anh không thể tìm được người khác thay cô, khiến bạn gái suýt thì rơi nước mắt. Khi đi mua đồ cho bạn gái, cách mua sắm của Đạt Villa cũng khiến không ít người phải trầm trồ ngưỡng mộ vì đúng chuẩn thích là nhích. Anh chàng dạo một vòng quanh số quần áo, giơ món đồ lên ngắm chỉ 1-2 giây rồi vơ vội, khiến nhiều người hâm mộ còn đùa rằng anh mua quần áo như mua mới ra ngoài chợ, không cần suy nghĩ và nhìn giá. Được biết, sau khi xác định mối quan hệ yêu đương, Vidia cũng đã có lần đối diện với phụ huynh của Đạt Villa thông qua livestream và có vẻ như bố mẹ nam TikToker rất ưng cô bạn gái này khi nhiều lần bật cười vì những câu tiếng Việt bập bẹ đáng yêu của Vidia. Cô nàng còn gọi họ là bố mẹ và thoải mái trò chuyện, gửi lời chúc sức khỏe, khen ngợi bố mẹ Đạt Villa. Đạt từng chia sẻ về chuyện yêu xa của mình rằng khoảng cách khó khăn nhất có lẽ là xa cách địa lý và khác biệt ngôn ngữ, nhưng nhờ Google Translate, sự thông minh của Vidia cũng như mối tầm giao đặc biệt nên chúng mình đã vượt qua được khó khăn đó. Và với lần gặp nhau chính thức này, chắc chắn đôi bạn trẻ đã có những kỷ niệm đẹp và củng cố thêm tình cảm đôi bên trong khoảng thời gian bên nhau. Còn bạn, bạn thấy sao về cặp đôi này? Hãy để lại bình luận cho Giang biết nha! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!